Kính mời cộng đoàn cùng hòa mình vào một vũ khúc do các em trường Mầm non Hoa Cúc trình bày. Đây vũ khúc Chúa đến đem niềm vui cho đời. Trông con đã bao năm hoang đàng, nhìn về chốn xa xăm, dõi mắt theo ngày tháng. Đời cứ thế vẫn trôi dần, bóng con nay ở đâu? Người cha mắt vương u sầu, heo hon trong khổ đau. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng trót phạm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Người con thứ ra đi mãi phương xa chân trời, tìm vui thú giữa đời, sống bê tha lầm lỗi. Nạn đói đến trong dân làng, thấy tâm tư tự hối. Con thứ quyết quay về nói với cha một lời. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung ngày tháng chót phạm, xin Ngài khấn thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Tình Ngài yêu thương, ai đói nhập yêu thôn sẽ no đầy, đừng chưa đoái thương. Ngài đuôi về tay không, người sống có với bao sầu buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.